Bốn lý do chính micro có dây vẫn được ưa chuộng. Tối qua, Gula tư vấn cho một cô khách hàng mua loa Casio KC350 Pro. Cô nói với bạn của mình rằng thời này còn ai xài micro có dây nữa. Chính xác, cô chia sẻ rất đúng với trường hợp gia đình chúng ta xài karaoke. Vì Gula thấy những chiếc loa karaoke xách tay giá trị hơn 1 triệu đã có được một cặp micro không dây rất là tiện lợi rồi. Vậy lý do vì sao? Một là micro có dây sóng ổn định, chất âm hay với chi phí thấp. Để có được hai điều trên như micro có dây thì người tiêu dùng cần mức đầu tư gấp 3, gấp 4, thậm chí là nhiều hơn, vì micro không dây thường sản xuất một cặp và chi phí cho phần thu và phần phát sóng cực kỳ cao. Thứ hai là tính chuyên nghiệp, mọi người sẽ thấy những ca sĩ hát phòng thu nè, hoặc là những người hát đường phố hoặc hát trong phòng thu âm thì người xem sẽ thấy được cái chất nghệ của họ vì cái mic có dây đã in sâu vào tâm trí của khán giả. Thứ ba, chúng ta an tâm sử dụng, không phải lo lắng tình trạng hết pin giữa chừng nè, hoặc là trùng sóng nhà hàng xóm và hàng xóm hát qua nhà mình, hoặc là mình đang hát bị lệch tần số hát không được và lại mất vui. Thứ tư, nếu tính bài toán xa hơn, xài micro có dây còn tiết kiệm được pin nè, tiết kiệm chi phí cũng như là giảm ô nhiễm môi trường. Nếu thấy video này hay, mọi người nhớ nhấn follow Gula để xem thêm nhiều video nha.